công nhanh là một hình thức ghi điểm nhanh nhất trong bóng rổ, có thể ghi hai điểm rất đơn giản. Đa phần là do sai lầm của một đội và dẫn đến là cơ hội cho đội còn lại. Từ những sai lầm cá nhân đến sai lầm về mặt tổ chức, ví dụ như khi một đợt tấn công các cầu thủ đánh ngoài của một đội đi vào quá sâu, dẫn đến khi bị mất bóng thì không có ai về thủ kịp thời như tình huống này. Một trong những đặc trưng của phản công nhanh đó là việc đảo chiều gió. Có nghĩa là khi mình phản công nhanh trượt thì đa phần đội bạn sẽ có một cơ hội phản công nhanh. Và thế nên việc ra quyết định trong phản công nhanh là phải cực kỳ chắc chắn để tránh bị đang định ghi 2 điểm thì thành ra mất 4 điểm. Và đây là những kỹ năng thường thấy khi phản công nhanh. Phản công nhanh là dùng tốc độ. Và những bộ kỹ năng phối với tốc độ bao gồm là in out kết hợp tốc độ và sau đó lên rổ. Tiếp theo, như một cầu thủ bóng đá thì sẽ lao nhanh hết sức và đảo hướng. Tiếp theo hay nhìn thấy nhất thì đa phần bởi vì là cả đối phương lẫn người tấn công là rất là nhanh nên những tình huống dứ phách sẽ rất dễ câu được cá. Một tình huống gọi là chủ động trong mặt đảo hướng đó chính là spin move kết hợp fake thì rất là tốt. Một cái nữa ít người để ý, ít người dùng đó là yểm trợ. Vì lúc đó tình hình rất là rối, đội hình đang bị xé, thế là chỉ cần một yểm trợ nhẹ thôi là có thể tạo cơ hội cho đội mình rất nhiều. Bài tập phản công nhanh hiện tại của huấn luyện nhân viên đang thực hiện đó chính là bài tập cơ bản 3-2 rồi 2-1, tức là 3 người lên, sau đó ai là người dứt điểm hoặc là làm mất bóng của gọi là pha cuối thì sẽ phải chạy về phòng thủ 1-2. Nguyên tắc tấn công của 3-2 đó là bóng luôn luôn dồn phía bên cánh. Khi bóng dồn ở phía bên cánh thì cánh còn lại chạy cắt vào và người 90 thì sẽ đứng lại ở khu vực ném phạt. Đấy là nguyên tắc của đội mình. Như mọi người thấy, khi bóng dồn ở phía bên cánh thì tạo điều kiện cho hai option, một là lao thẳng vào, hai là truyền cho người ở bên cánh còn lại cắt vào để ném một quả dựa bảng gần, và cái cuối cùng ba lúc khó quá thì dồn trong ở giữa ném ở khu vực ném phạt. Thì đấy là về nguyên tắc cách tấn công 3 trên 2 dưới. Còn về cách thủ 2-3 thì mình sẽ đứng theo hình dọc 1-1. Khi bóng ở sang cánh thì người ở dưới lao ra để cản không cho lên rổ, đồng thời tạo áp lực cho đối phương ra quyết định. Còn người ở trên thì lùi xuống khu vực đáy rổ để đảm bảo cái option truyền vào trong của họ là bị cắt. Và dồn cho option khó nhất là ném ở khu vực cột chai. Quay chậm lại tình huống này, ví dụ cầu thủ số 88 lên cầm bóng và quyết định đẩy sang bên cánh nào đấy, không quan trọng, thì luôn luôn đấy cầu thủ ở trong ra ngoài, sau đó close out lại giống như hình gạch kéo. Còn khi 2-1 thì chỉ có hai phương án là nếu mà đối phương đang đứng trên đường lên rổ thì truyền. Ở khi đánh 2-1 mình chỉ có hai lựa chọn. Một là lên rổ, hai là truyền và phải làm quyết định rất là rõ ràng. Còn nếu họ không đứng ở lên rổ thì mình lên thẳng. Ví dụ lao thẳng lên vào đánh. Sau đây là một vài kinh nghiệm của anh về vấn đề phản công nhanh. Thứ nhất, khi mà ở trong tình huống 3-2 hoặc là 3-1, 4-1 thì mình phải
gọi là tự tin, có thể hơi diễn một tí cũng được. Bởi vì đồng đội sẽ cover cái lỗi của mình, nếu đa phần là sẽ cover được lỗi của mình. Cái thứ hai đó là phản công nhanh, mình phải thực sự quyết đoán và có thể hơi ích kỷ một tí cũng được. Điều đó không quan trọng, miễn là mình ghi được điểm. Quan trọng nhất của phản công nhanh là phải ghi được điểm. Bởi vì mình phải tránh cái trường hợp mà mình bị làm sai và họ có bóng, họ phản công nhanh ngược lại là cái điều mình ngu nhất. Thành ra là giả sử như mình có bị steal trong quá trình mình phản công nhanh thì phải lỗi ngay lập tức để cho nhịp độ trận đấu nó chậm lại. Và trong tình huống mà phản công nhanh nó tạo nhiều cái second chance ấy, thì sẽ dồn những cầu thủ nào có khả năng đột lắt léo để giải quyết vấn đề. Video kết thúc ở đây, anh hy vọng mọi người sẽ xử lý đúng trong các tình huống phản công nhanh.